Em mua rau nhà chị thì em cứ yên tâm đi nha. Bởi vì rau nhà chị là rau sạch, rau xanh. Chị lấy ở dưới quê á, mà ở trong vườn, không có phun thuốc gì trơn trọi á. Rồi, yên tâm nha. Sáng mai chị giao, giao y như cái số lượng em nói phải không? Rồi rồi, ừ, rồi, chào em. Trời ơi, giờ không tin cũng phải tin già thiệt rồi. Mới khòm lên khòm xuống chút xíu mà mỏi hết biết. Hả? Bác vô trong nghỉ đi, để con làm cho. Ừ, thôi con làm giùm bác nha. Dạ. Mỏi quá, coi cái số lượng mà bỏ vô. Dạ rồi, để con coi sổ rồi con bỏ vô. Mà bác biết không, nhìn bác còn nhớ lại chuyện tụi con hồi nhỏ. Mẹ chỉ có một mình con à, con phải biết lo cho bản thân mình chứ. Bỏ chồng, không được lo chuyện lo đồng nữa. Đừng cứ để cho mẹ lo lắng. Tao nói hoài tại sao mày không chịu nghe. Kìa, mày chạy đi đâu hả? Mày đứng lại chưa? Chạy đi đâu? Con kia, đứng lại. Còn cái thằng kia, nè, mày đứng lại làm gì hả? Thằng kia. Có đau lắm không? Dạ đau. Để anh lấy dầu sức cho em nha. Anh Thành, anh qua đây chi vậy? Mẹ la anh đó. Anh qua đây á, mẹ anh không có biết. Em chỉ có ba là người thân à, mà ba không có thương em. Suốt ngày ba uống rượu vô là ba đánh em à. Em ước gì em có mẹ giống như anh thì tốt lắm luôn á. Mẹ sẽ bảo vệ em và yêu thương em. Em đừng có lo, anh sẽ bảo vệ cho em. Tôi đã nói với ông rồi, suốt ngày ông cứ say xỉn. Rồi cũng có ngày say xỉn á, còn chạy xe làm chi. Rồi bây giờ á, ngồi ở đây. Con nhỏ đúng là số khổ mà, bị cha nó đánh. Giờ ổng chết rồi, nó thành mồ côi luôn. Nè, sau này á, con cứ qua nhà cô ở, ăn uống ngủ nghỉ gì á, cô lo cho bay hết. Sao, chịu không? Dạ chịu. Cùng lắm thì thêm một chén cơm, mình cũng đang cần đứa phụ việc buôn bán. Em đừng có khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em. Tính ra là nhanh ghê ta. Nhớ lại lúc đó hồn nhiên vui tươi biết là bao hả bác ha. Ừ. Ờ, vậy ở bên hẻm bên á có dãy nhà trọ mới xây á, cho thuê. Bác thấy cũng sạch sẽ mà giá cả cũng phải chăng. Ý bác vậy nè, hôm bữa cái bà chủ trọ bà nói á, coi có ai cần thuê á, thì giới thiệu cho bà. Con coi có bạn nào cần thuê á, thì nói ha. À, dạ cũng trùng hợp quá. Con cũng đang kiếm phòng trọ để thuê á. Chứ con đâu thể nào làm phiền bác với anh Thanh hoài được. Thôi trời đất ơi, con ơi, phiền phức cái gì. Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Bởi vì sao, mình là đàn bà con gái, mình phải tự lực cánh sinh, đừng để đàn ông ăn hiếp, đúng không? Thôi coi như mình làm lại từ đầu ha. Nè, để lát bác đưa số điện thoại để con liên lạc với người ta nha. Dạ. Anh có nhớ chỗ này không? Anh nhớ chứ. Em biết ai rồi nha. Chỗ này kỷ niệm của mình mà. Em cứ tưởng là anh không nhớ chứ.
Anh có nhớ kỷ niệm ở đây không? Chỗ này hồi còn đi học, mình hay qua đây. Ở đây có rất là nhiều kỷ niệm của tụi mình. Để coi anh với em ai nhanh hơn nha. Con mời cô với dì ăn trái cây. Con á, công việc của con nhiều quá, mà còn phải cất công qua đây thăm cô nữa, làm mất thời gian của con hết. Trời ơi, cô nói gì vậy? Sao mà mất thời gian được? Nếu mà con mất thì cũng đáng mà. Ôi trời. Ba con mà nghe được câu này á, chắc là thất vọng lắm đó. Mà từ khi nào con lại xem thường thời gian như vậy? Con phải mất bao nhiêu thời gian và công sức thì mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay? Bây giờ nếu như có thời gian á, thì con phải lo trau dồi bản thân nhiều hơn để xứng đáng với những gì mình có chứ. Mỹ nó là đứa giỏi giang mà. Con bé phụ thằng Trung biết bao nhiêu. Mỹ à, con cố gắng hỗ trợ thằng Trung nghe không con? Công ty bây giờ là của hai anh em con đó. Dạ. Nhưng mà con cũng chỉ là nhân viên bình thường trong công ty thôi mà. Hiểu như vậy là đúng đó. Công ty này á, tuy là có cổ phần của ba con, nhưng đó là của ba con chứ không phải của con. Con nên hiểu như vậy. Con được làm trong công ty á, cũng là may mắn lắm rồi. Nói vậy sao được hả em? Công ty này là của gia đình mà. Tuy người gầy dựng á, là ba của thằng Trung, nhưng mà chồng em là ba của con Mỹ đây nè, là em trai của ổng. Chú ấy cũng hỗ trợ ổng rất là nhiều. Bé Mỹ với thằng Trung, tụi nó đang phát triển những gì mà gia đình chúng ta gầy dựng. Mỹ nè, con chính là một phần quan trọng của công ty, cho nên con đừng có tự ti như vậy. Con Nhi mà nó còn sống á, cô cũng cho nó theo con để học hỏi đó. Thôi chị với cháu ngồi nói chuyện nha. Em ra ngoài nghe điện thoại. Tự nhiên hồi nãy cô nhắc tới Nhi là cô nhớ tới Nhi quá. Cô cũng vậy con. Bây giờ Nhi đã thật sự ra đi rồi. Nếu mà bây giờ Nhi ngồi ở đây, chắc là ngồi vô vị trí phó chủ tịch rồi. Chú Lý sao vậy? Chú nghĩ hả con? Cô chưa biết chuyện này hả? Từ ngày cô giao công ty cho thằng Trung quản lý thì cô không còn quan tâm nữa, cho nên cô không có biết. Dạ, chú Lý, chú xin nghỉ để theo con cái qua định cư bên nước ngoài. Vậy là mình sẽ trống chức phó chủ tịch. Mà vị trí này rất quan trọng, cho nên con nghĩ phải chọn một người đủ giỏi, đủ hiểu công ty và phải như người nhà của mình. Thôi, cứ để cho thằng Trung nó quyết định đi con. Cô bây giờ cũng không muốn xen vào chuyện của công ty nữa. Cô chỉ muốn sống bình yên thôi con à. Dạ. Ừ.
Ở đây tiện cái là gần chợ, gần bệnh viện. Giá cả như thế này là hợp lý lắm rồi. Thôi mấy cô vào trong xem đi. Dạ. Công nhận ở đây cũng rộng rãi, to hơn phòng của tụi mình ở trong tù đó ha. Chứ còn gì nữa, phòng trong tù chút xíu à. Dạ. Vậy anh cho tụi em thuê phòng này nha. À, thật ra thì ở đây có người đặt cọc trước rồi mà anh quên, xin lỗi mấy đứa nha. Mấy đứa thông cảm. Anh xin lỗi nha. Họp gấp như vậy, không biết có chuyện gì không nữa. Tôi cũng như cậu, tôi có biết gì đâu. Xếp vô kìa. Như tất cả mọi người ở đây đã biết, phó chủ tịch công ty của chúng ta vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục điều hành công ty được nữa. À, vậy là sao? Để nghe. Vị trí này không thể để trống quá lâu. Không biết là anh đã cân nhắc ai vào vị trí này chưa? À, hay là chúng ta tổ chức một cuộc họp đột xuất để bầu lấy phiếu tín nhiệm? Mà không, với tỷ lệ cổ phiếu anh đang nắm trong tay thì chắc không cần bầu đâu ha. Giám đốc truyền thông nói đúng đó. Tôi sẽ là người quyết định ai sẽ ngồi cái ghế này, và người đó chắc chắn phải là người có khả năng lãnh đạo. Không biết ai sẽ được cân nhắc đây. Còn ai nữa? Trong mấy năm qua, cô Mỹ đóng góp không ít cho công ty, cả quãng thời gian trước khi anh Trung về nước lận. Tôi cũng không nghĩ ra được ai khác ngoài cô ấy. Phải đó. Vì lý do đó, tôi quyết định sẽ để trống chiếc ghế này một tháng để nghiêm túc cân nhắc các ứng cử viên phù hợp. Tất cả các giám đốc trong bộ máy điều hành công ty đều có cơ hội. Chỉ cần mọi người thể hiện thật tốt, nỗ lực chứng minh cho tôi thấy tố chất và tài năng của mọi người. Nếu nói vậy thì tôi cũng có khả năng làm phó chủ tịch chứ không riêng gì cô Mỹ đâu. Dạ. Tôi tin chắc đây sẽ là một cuộc đua công bằng. Ai là người có năng lực thực sự sẽ được ngồi vào vị trí này. Không ai phản đối chứ? Giám đốc truyền thông, ý cô làm sao? Dạ, dĩ nhiên rồi, chủ tịch. Dạ, con cảm ơn chú. Ờ, không có gì. Nè, chủ tịch, tại sao anh lại bày ra cái trò thử thách trong một tháng để làm gì? Nếu đã phản đối như vậy thì tại sao trong cuộc họp lúc nãy không ý kiến luôn đi? Anh Họ à, anh nên nhớ là trước khi anh về đây 3 năm trước, trong khoảng thời gian anh còn long bong tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài, thì em mới chính là người cống hiến hết mình cho cái công ty này để nó phát triển mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên là em không thể giành chức chủ tịch với anh, nhưng mà cái người thích hợp nhất và đủ năng lực để ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch không ai khác chính là em. Em Họ, giám đốc Mỹ à, nếu cảm thấy mình tài giỏi như vậy thì chứng minh đi. Em chứng minh cái kiểu gì khi anh chèn ép em như vậy? Hay là tại vì nhà của em ít cổ phần hơn nhà của anh, cho nên tiếng nói của em không có trọng lượng? Tôi không muốn giải thích quá nhiều về chuyện này. Chuyện tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Được, bây giờ anh cần một cuộc đua chứ gì. Em sẽ cạnh tranh công bằng và khiến cho anh phải thừa nhận năng lực của em. Chủ tịch Trung, anh sẽ phải hối hận sớm thôi. Chủ tịch Trung, đóng cửa giúp tôi. Cô đang stress hả? Đi uống một ly không? Khu này an ninh lắm đó mấy con. Dạ. Mấy con vô coi thử đi. Dạ.
Mấy cái phòng này nè, cô trang bị đầy đủ dữ lắm. Nào là tủ lạnh nè, máy giặt nè, rồi máy lạnh nè, internet nữa, giường ngủ đầy đủ hết trơn á. Giờ vô chỉ là ở thôi con. Dạ nếu mà được vậy thì tốt quá. Mà ở đây là cô cho thuê bao nhiêu một tháng vậy cô? 8 triệu tháng con. Dạ vậy để tụi con về tụi con bàn lại rồi con liên lạc sau nha cô. Mấy đứa về cứ bàn bạc lại với nhau đi rồi có gì liên lạc lại với cô sau nha. Dạ cảm ơn dạ. Cô mặt trời mọc đằng tây rồi sao mà anh chủ động đuổi em đi uống còn trong thời điểm này nữa. Dù sao thì mình cũng làm với nhau 3 năm chung công ty. Suốt 3 năm qua cô đã luôn hỗ trợ về mặt truyền thông cho dự án mà tôi đảm nhận. Không lẽ tôi không mời được cô một ly? Vậy sao 3 năm qua anh không chủ động mời em nhiều hơn? Vì cô là một cô gái độc thân xinh đẹp mà. Nếu mà tôi mời cô đi nhiều hơn á, rồi mọi người sẽ hiểu lầm thì sao? Cô cũng biết rồi, dân văn phòng á, họ rất là thích drama. Họ sẽ hiểu lầm là tôi thích cô. Vậy bây giờ tại sao anh lại không sợ nữa? Bây giờ tôi hiểu tâm trạng của Mỹ. Tôi biết là cô không nhận được kết quả xứng đáng dù cô đã nỗ lực hết mình. Nếu như cô cảm thấy ức chế hay là buồn bực gì á, cứ xả ra với tôi. Em cảm thấy ghen tị với bạn gái của anh đó. Mà anh quan tâm em vậy không sợ bạn gái anh giận à? Hằng hả? Cô không có nhỏ nhen đâu. Cô sẽ hiểu cho tôi mà. Hằng? Thì ra tên của cô gái mà bao năm qua anh luôn chờ đợi là Hằng. Tôi vừa đón cô về. Tôi cũng sẽ sớm kết hôn. Xin lỗi nha, tôi có việc phải đi trước rồi. Bữa nay tôi mời, cô cứ gọi thoải mái đi. Anh đi đi. Anh đúng là người đàn ông tốt. Em nhất định phải có được anh. Nói vậy là công ty của nó đang tạo điều kiện cho mấy giám đốc trẻ ứng vào cái ghế phó chủ tịch ha. Nếu là như vậy thì thằng Thanh nhà mình cũng có cơ hội ngồi vào cái ghế đó chứ. Nếu mà thằng Thanh không ngồi vào cái ghế đó thì chắc chắn còn Mỹ, nó sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để ngồi vào chiếc ghế đó. Chị ơi, mỏi chân quá à, ngồi nghỉ xíu đi. Cái nhà nãy được muốn chết luôn. Tại chị Minh nói hớ á. Ở tù mà làm như được học bổng vậy. Mày hay quá ha. Bộ lúc đó mày không hùa theo hả? Sao không cản chị? Thôi, không có gì đâu. Phấn chấn lên. Tôi tin á là sẽ có chỗ cho tụi mình mà. Ráng chút xíu đi, mình đi tìm thêm chỗ ha. Thôi cố gắng chứ biết làm sao giờ. Đi. Đi bé. Đi. Mệt quá. Đi. Cằn nhằn hoài. Mẹ. Con. Đi làm về mệt không? Cũng bình thường à mẹ. Ở công ty có chuyện gì lạ không? Có chuyện gì vui không? Công ty con cũng bình thường chứ đâu có chuyện gì. Mẹ nghe nói là hình như là con Mỹ là ứng cử viên nặng ký nhất vào cái ghế phó chủ tịch đúng không? Ủa sao mẹ biết? Con coi thường mẹ vừa thôi nghe. Mẹ già chứ mẹ không có mù. Nè, con nghĩ sao về con Mỹ? Mỹ hả? Thì trong công ty con, cổ là giám đốc truyền thông. Con với cổ cũng là đồng nghiệp bình thường thôi. Nếu như, nè, mẹ chỉ nói là nếu như thôi nha. Nếu như là giữa con với con Mỹ á, hai đứa liên kết lại với nhau thì sẽ tạo cho con giống như là con hổ mọc thêm đôi cánh. Bởi vì hai đứa là cặp bài trùng song kiếp hợp bích thì cái ghế mà phó chủ tịch một trong hai đứa, đứa nào ngồi trong cái ghế đó thì đứa còn lại cũng có lợi, đúng không? Mẹ ơi, con tự tạo cơ hội cho sự nghiệp của mình bằng chính năng lực của con chứ không cần phải dựa dẫm liên kết vô ai hết á. Mà mẹ cũng đừng có quá quan tâm tới công việc của con nữa.
Với lại mẹ đừng có nhắc Mỹ theo cái cách đó nữa. Mẹ nên nhớ Hằng mới là người yêu của con. Biết rồi. Gia đình mình đang mang ơn Hằng, mẹ nhớ không? Ừ. Con sợ cổ nghe được cổ sẽ buồn đó. Công nhận á, tụi mình ở hiền gặp lành, kiếm được căn nhà này giá tốt quá trời à. Mà mấy chị thấy không, căn nhà như vậy dọn nãy giờ mệt ghê. Mà cũng may bà chủ cho mình mượn lại mấy cái ghế, cái giường, cái tủ này kia ha. Ừ, mà tụi thấy á, chỗ ở cũng được, miễn á là có chỗ cho mình trú thân là được rồi. Sau này á, mọi chuyện đâu cũng vào đó thôi, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ coi như trước mắt cũng ổn định chỗ ở rồi, bước tiếp theo mình sẽ làm gì? Có ước mơ gì không? À, bước tiếp theo tôi ước mơ là có một dĩa gà rán thiệt to. Chứ tôi đói bụng lắm luôn rồi đó. Nói đùa thôi, chứ ước mơ của tôi á hả, không có gì cao siêu hết đó. Tôi chỉ cần kiếm được một công việc làm ăn lương thiện đàng hoàng là được rồi. Với lại sống một cuộc sống bình an vui vẻ với hai người là ok rồi. Còn em á thì ước mơ có người yêu thương em, xong rồi tụi em cưới nhau, xong rồi em đẻ chảnh hai ba đứa con luôn. Dạ cô ơi, bây giờ muốn có được chồng á thì trước tiên phải có người yêu cái đã. Đúng rồi đó. Bớt mơ ước cao xa giùm cái đi. Mà nè Hằng, ước mơ của bà là gì vậy? Ước mơ của tôi á là tôi muốn mở một trung tâm giới thiệu việc làm để giúp đỡ cho những người từng lầm lỡ giống như tụi mình, để ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời hết. Tôi cũng thấy thích ước mơ của bà đó. Nhưng mà bà thấy rồi đó, tụi mình đi kiếm phòng trọ mấy bữa nay á, mà lỡ tôi nói chữ tù một cái á là ai cũng đuổi mình ra. Bây giờ định kiến khó thay đổi lắm. Thì đã nói là định kiến á thì không thể nào thay đổi ngày một ngày hai được. Mà dù sao thì ước mơ của tôi, ước mơ cũng là mơ ước. Còn hiện tại thì quay về với ước mơ gà rán của tôi, đúng không? Nè 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 nè, bớt cái chuyện ăn uống giùm một cái đi. Còn hiện tại á thì ba đứa mình phải kiếm cái gì đó để làm, kiếm miếng vốn lận lưng. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà đói quá thì đi ra kiếm cái gì đó ăn đi ha. Còn tôi thì tôi phải ra thăm mộ một người đã. Bà đi ra mộ thăm ai vậy? Ủa, thăm mộ ba bà hả? Không, đó là mộ của Nhi, nạn nhân bị tôi tông xe 3 năm trước. Trời, chị làm em nổi hết da gà nè. Mà sao chị gan quá vậy? Là chị đã cướp mất mạng sống của cổ. Bây giờ thăm mộ cổ là chuyện duy nhất mà chị có thể làm để thể hiện sự ân hận. Mà chị còn muốn là tìm tới tận nơi, gặp người nhà của cổ để xin lỗi cho đàng hoàng tử tế nữa kìa. Tôi hiểu, nhưng mà bà làm cái gì á cũng phải cẩn thận nha. Người nhà của cô ấy á có khi vẫn chưa chấp nhận nổi đâu. Tôi biết rồi. Thôi ăn cái gì đi rồi làm tiếp ha. Tôi đi á. Okay. Cái gì mà nhìn bà lúc nào cũng căng thẳng nhíu mày hoài vậy? Đang có chuyện gì lo lắng hay sao? Chuyện của thằng Thanh đúng không? Thằng Thanh nhà bà nó được cái là thông minh, nhưng mà ít có lanh, ít tham vọng. Cả đời của nó chỉ an phận ngồi một chỗ làm công ăn lương. Bởi vậy biết bao giờ nó mới được lên đỉnh cao hả bà? Con tôi nó an phận hồi nào? Mấy ai mà lên được cái chức giám đốc kinh doanh của cái công ty đó chứ? Tôi nói cho bà nghe, bà cái đó chỉ là chức danh thôi, cũng chỉ làm thuê cho cái gia tộc đó. Bây giờ muốn á ha, tôi với bà tự bỏ vài triệu ra đăng ký kinh doanh, mở doanh nghiệp, tự xưng là giám đốc cũng được mà. Đó, như thằng Tí con trai tôi đó, nó cũng tàn tàn vậy thôi. Nhưng mà được cái lanh lợi, nó chỉ muốn làm chủ chứ không muốn ai làm chủ mình. Nó không muốn làm công ty, nó muốn bôn ba, làm ăn xa, đi đây đi đó, mở mang cái tầm nhìn biết bao nhiêu.
Bà khoe con của bà hoài à. Nói là nó thành tài cái này cái nọ, mà mấy năm gần đây tôi đâu có thấy bản mặt nó đâu. Ủa, nếu mà nó giàu có, nó thành tài á, tại sao giờ này bà còn đứng gọi đầu cho tôi? Nè, không có được xúc phạm tới nghề nghiệp của tôi nghe chưa? Tôi làm cái spa này á là vì đam mê. Bà ít gặp nó là tại vì nó đi làm ăn xa, tại nó bận, chứ đâu phải giống như thằng Thanh hằng ngày đi đi về về làm theo giờ hành chính, giống như robot vậy đó. À, cái này á, tôi khuyên bà thật lòng nè. Thân là mẹ là bà phải khích lệ ý chí tiến thủ của thằng Thanh lên. Chứ cái nào á là rào cản cho sự nghiệp nó, nhất là mấy cái mối quan hệ mà không có lợi ích á, bà cứ mạnh tay dẹp hết cho tôi. Xin lỗi, tôi biết là cho dù bây giờ mình có nói gì đi nữa cũng không thể nào xóa bỏ được tội ác mà mình đã gây ra cho Nhi. Nhưng mà tôi xin hứa là tôi sẽ làm hết tất cả những gì mà khả năng có thể để cố gắng bù lại những mất mát mà người thân của Nhi phải chịu đựng. Tôi xin lỗi. Nhi à, có ai về tới thăm em đúng không? Chắc em cũng biết đúng không Nhi? Hung thủ gây ra tai nạn cho em, cô ta vừa mới ra tù. Anh hứa với em, anh sẽ làm tất cả mọi cách để khiến cô ta hứng chịu nỗi đau đớn mà em đã phải gánh chịu. Nữ giám đốc truyền thông xinh đẹp, ứng cử viên phó chủ tịch hội đồng quản trị. Con Mỹ, trời ơi con coi nè. Trời ơi cái tướng nó sang quá con ơi. Đẹp người đẹp nết, giỏi giang gì đâu á. Ước gì nó là người của nhà mình ha. Trời ơi sướng biết mấy đó nghe. Đẹp quá trời đẹp luôn. Mẹ. Gì? Mà Hằng cũng sắp về rồi. Mẹ đừng có nhắc tới Mỹ trong nhà này nữa. Lỡ như Hằng nghe, Hằng buồn rồi sao? Đó thấy chưa, con thấy chưa, nhà của mình á mà muốn nói cũng không được á, mất tự do vậy đó hả? Vậy thì thôi, con rảnh không, tám chút xíu với cô đi. Buồn quá. Vậy con mời cô dùng bữa luôn nha. Dạ thưa bác, con mới về. Con xin lỗi, con về trễ. Em ngồi đi. Em đi đâu mà giờ mới về? À, em đi gặp mấy người bạn. Bạn hả? Em mới ra tù, bạn ở đâu? Đừng có nói với anh là mấy người bạn tù nha. Thì những người bạn nào biết em gây ra chuyện á cũng rời bỏ em hết rồi. Nhưng mà cũng có một số khác chưa biết, cho nên em kết nối lại. Được người nào thì hai người đó. Vậy hôm nào rảnh á, em giới thiệu cho anh gặp mấy người bạn đó nha. Nè,
Em đi cả ngày rồi, ăn gì chưa? Để anh dọn cơm cho em ăn nha. Ê khoan, gia đình của mình đi ra ngoài ăn đi, có người mời. Chị. Ừ? Không biết chừng nào em mới tìm được hoàng tử của đời mình như chị Hằng ha. Mấy đứa từng dính dít nhau như tụi mình chắc hiếm lắm mới tìm được một người bạn trai yêu thương như chị á. Như em nè, cho dù kiếm được bạn trai thì sao chứ, nếu ảnh biết cuộc đời với Dũng Bùng của em thì chắc anh cũng sẽ bỏ cổ chạy lấy người thôi à. Em tự hỏi, nếu như ngày hôm đó em nấu ăn sớm hơn một chút, em vô phòng sớm hơn một chút, thì Dũng có làm chuyện đồi bại đó với em hay không? Dượng, Dượng làm gì vậy Dượng? À, Dượng, Dượng buông con ra, Dượng, Dượng làm cái gì vậy, Dượng? Chạy hả? Chạy hả? Dượng làm cái gì vậy? Buông con ra! Tự hỏi, nếu thời gian tua trở lại, nếu biết Dượng sẽ chết, em có cầm con dao đó lên hay không? Bé nè, đó là em tự vệ chính đáng. Hắn ta xứng đáng xuống địa ngục, em hiểu không? Còn em á, thì xứng đáng có được hạnh phúc. Chị nghĩ là sau này em sẽ tìm được một người yêu thương mình giống như là bạn trai của Hằng vậy đó. Rồi cũng có một người đón nhận em, rồi gia đình người ta cũng chào đón em giống như gia đình của bạn trai Hằng vậy đó. Nha, tự tin lên. Ừ. Dạ. Chuyện này là sao? Tại vì em có nhắn tin rủ cô Lê đi ăn và nói chuyện chơi thôi. Nhưng mà nghe nói là anh Thanh và bạn gái đang ở nhà, nhưng tiệc em mời luôn. Nhưng mà có sao đâu, dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau. Lâu lâu em mời anh chị với cô đi dùng một bữa, cũng đúng mà. Cảm ơn em. Sẵn tiện anh cũng giới thiệu luôn, đây là Hằng, bạn gái của anh. À, dạ, chào chị. À, cảm ơn chị vì đã mời cả nhà em bữa ăn này nha. Không cần cảm ơn sớm vậy đâu. Nhưng mà nghe đồn từ nhân viên công ty nói là anh Thanh rất chung tình với người bạn gái lâu năm, nhưng mà chưa bao giờ được gặp mặt hết trơn á. Mà từ khi anh Thanh vào công ty tới giờ chưa bao giờ thấy Hằng ghé công ty. Bộ Hằng đi du học cho nên hai người yêu xa hay sao? Không, du học cái gì, nhà nó nghèo lắm, nó mồ côi mồ cút một mình vậy đó. Cô với thằng Thanh thấy tội nghiệp nó mới cưu mang nó. Nó gặp chuyện xui phải ở tù 3 năm nên cuộc đời nó phải khổ vậy đó. Mẹ. Ừ. Vậy nói ra anh Thanh là người chung tình, tình cảm của hai người sâu đậm, ngưỡng mộ quá à. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, mình đến cũng lâu rồi, gọi món đi Hằng. Hằng coi đi, Hằng muốn ăn cái gì? Thôi nó không biết cái gì đâu, con cứ gọi đi, con muốn gọi cái gì cũng được hết á. Dạ. Em ơi. Con ơi, gọi đồ ăn thường thường được rồi con, đừng kêu mắc tiền tốn kém lắm nha con. Cô, không có gì đâu, cô biết không, hàng tháng nhà con chỉ tổ chức tiệc dễ nhẹ thôi, chi phí cũng đã hơn ở đây rất nhiều rồi. Sau này mà con thừa kế tài sản của gia đình, trở thành người điều hành cao nhất của công ty, thì mấy cái này không có là gì hết trơn á. Mua cái chỗ này còn được mà. Ý trời ơi. Nghe mà học hỏi nha. Thank you.
Bà ơi bà, bà ăn miếng cháo nha bà. Bà cứ vậy hoài hả? Làm sao mà có sức bà? Lỡ bà có chuyện gì á thì cậu Trung mệt lắm á. À, hay là bà dậy uống miếng sữa nha. Đi mà bà cứ vậy hoài sao chịu nổi. Mẹ, con về rồi nè mẹ. Mẹ ráng tình dưỡng cho khỏe, mẹ đừng có chuyện gì hết. Con hứa với mẹ, con sẽ không đi đâu nữa. Mẹ, con biết rồi. Mẹ bình tĩnh lại. Mẹ mà như vậy á, em con buồn lắm mẹ. Mẹ à, con về rồi, không sao hết, không sao hết mẹ à. Mẹ bình tĩnh mẹ. Mẹ ơi, sẽ không sao đâu mẹ à. Alo. Tôi gọi từ bệnh viện. Em rể của anh đang nguy kịch. Anh tới liền đi. Được, tôi tới liền. Bác, em nói sao rồi bác? Các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho nó. Nè Trung, nó dạ. Có để lại cho con lá thư nè. Em tỉnh rồi hả? Sao em suy nghĩ nông nổi dữ vậy? Anh hai, em xin lỗi anh. Nếu giờ này mà cô còn sống thì tụi em đã vào lễ đường với nhau rồi. Em không thể sống ở đây được nữa anh hai hả? Nếu cứ ở đây em không thể quên Nhi được. Anh hai, chừng nào xuất viện chắc em phải qua nước ngoài sống quá anh hai. Anh, nếu em đi anh chăm sóc mẹ Nga giúp em nha. Anh biết rồi, bây giờ em cứ tình dưỡng cho khỏe đi. Dạ. Khi nào thật sự khỏe rồi mình tính nha. Con hại chết em gái tôi. Con khiến cho mẹ tôi phải bệnh nằm liệt giường. Gián tiếp đẩy em rể tôi tới con đường tự sát. Gia đình tôi có ngày hôm nay là nhờ cô. Cô hay lắm. Đợi đi, nụ cười này không còn lâu nữa đâu. Anh Thành. Anh Thành. Anh đi. Thành. Hằng, em sao vậy? Em lèm hơi về,
Đêm hôm đó, vụ tai nạn đó, em thấy người bị tai nạn nằm bất động ở trên đường. Rồi em sợ lắm, em cảm thấy có lỗi. Tất cả là tại em. Nếu như mà lúc đó em không gây ra tai nạn, cô gái ấy sẽ không chết như vậy. Tất cả là lỗi của em. Tất cả là không lỗi sao. Của em. Không sao đâu em, mọi chuyện đã qua rồi. Chuyện bây giờ em cần làm là quên đi quá khứ, hướng đến tương lai nha em. Em nên nhớ là có anh luôn luôn bên cạnh em. Mà anh ơi, thời gian qua anh có tìm hiểu về gia đình của cô gái ấy nhờ em nhờ không? Mẹ của cô gái ấy như thế nào rồi anh? Gia đình đó hả? Mẹ, mẹ mới đi chợ về hả? Có mua cái gì cho con không? Con đói quá à. Thằng quỷ, vô nhà đi, ăn hoài à. Dạ. Anh có chụp hình lại nè. Bây giờ cuộc sống của bà ấy vui vẻ hạnh phúc lắm. Em yên tâm được một chút rồi. Anh có thể cho em địa chỉ nhà họ được không? Được chứ. Nhưng mà em phải suy nghĩ cho thật kỹ, thật cẩn thận. Anh sợ người nhà cô gái đó thấy mặt em á, họ sẽ bị tổn thương, rồi lại làm cho em đau lòng nữa. Bình thường á thì không có thấy về đây chào hỏi ai hết. Bây giờ nghe tin ổng về á thì lót tót chạy qua. Tôi công nhận á là cô đánh hơi hay thiệt đó. Ba đi công tác xa về, phận làm con gái rượu. Nếu không qua thăm hỏi ba thì coi sao được, đúng không gì? Mà tôi có nghe nói là có ai đó nói xấu sau lưng tôi với ba. Gì, có biết chuyện đó không? Ba. Hai mẹ con nói chuyện rôm rã gì đó. Mẹ con, bộ anh không thấy hả? Nó cứ suốt ngày kêu tôi là dì này dì kia, vậy ai dám làm mẹ nó? Nếu như ra ngoài đường á thì tôi cũng chỉ mang danh dì ghẻ mà thôi. Ba, mẹ con nói đúng đó. Con còn tính cãi gì nữa? Con muốn người ngoài nhìn vô biết con là con ngoại gia thú sao? Mau gọi mẹ đi. Mẹ. Thôi ăn cơm đi. Ba nghe nói con đang nhắm vào cái ghế phó chủ tịch. Nếu con ngồi được vào cái ghế đó thì tương lai gia đình mình nhờ được con rồi đó. Con ráng nghe. Dạ. Tương lai nhà mình trông cậy vào nó, như vậy là ý gì? Tính chia tài sản thừa kế cho nó sao? Tuyệt đối tôi sẽ không để cho đứa con quan này nhận được một cắt bạc nào đâu. Ủa, thằng đâu rồi mẹ? Mẹ nhờ nó ra ngoài, đi chợ mua ít đồ rồi. Ra bàn ngồi đi, ăn phở. Dạ. Cảm ơn mẹ. Mà con sợ là thằng vừa mới về, không biết đường ra chợ đó mẹ. Ôi, con lo gì, chợ sát bên mà. Nè, rau nè. Dạ, nhìn ngon quá. Bà ta nghĩ mình là ai mà đòi là mẹ của mình? Nếu như không vì ba thì... Ba nghe nói con đang nhắm vào cái ghế phó chủ tịch. Nếu con ngồi được vào cái ghế đó thì tương lai gia đình mình nhờ được con rồi đó. Con ráng nghe. Dĩ nhiên mình tự tin vào khả năng của mình.
Nhưng mà nếu chức này về tay của anh Thanh thì sao? Nếu anh Thanh với mình thành một đôi thì tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết. Cho dù ảnh có thay mình ngồi vào cái ghế đó thì về cơ bản quyền lực vẫn nằm trong nhà mình. Cô tức thiệt đó, không hiểu tại sao mà thằng Thanh á, nó lại chung tình với một đứa con gái như con Hằng. Đành rằng là tụi nó có cái nghĩa ân tình là quen biết nhau từ nhỏ. Nhưng mà con Hằng là ai? Nó là một đứa bị thiệt án tiền sự. Người bình thường á, thấy con Hằng á là né chạy không kịp. Còn đằng này á, thằng Thanh rước về nhà nuôi, rồi nâng như nâng trứng, rồi hứng như hứng qua. Con coi tức không? Mà nếu cô nói á thì nó lại không nghe lời cô. Mà giờ để cô lên tiếng á thì người ta sẽ nói á là cô ác, cô dồn người ta vô bước đường cùng. Khổ tâm ghê á. Con nghĩ là Hằng hiển nhiên sống trong nhà của cô nên có thêm mộng ước là leo cao với anh Thanh đó. Chắc là Hằng không nhận ra được là mình đang ở vị trí nào. Nếu như mà mọi người biết được quá khứ của Hằng thì sao ta? Cổ có can đảm đạp lên dư luận mà sống, hay là ôm nỗi nhục nhã này rồi rời đi? Thắc mắc quá. Cô hiểu ý con rồi. Con thật là thông minh đó. Thanh à, em nhất định sẽ có được anh. Ê bà, biết gì không? Con dâu bà Lê mới đi tù về kìa. Tôi có nghe bà nói mới có một tí tuổi mà đi tù rồi. Sợ quá. Nhìn thôi, vậy ai ngờ đụng mất công ăn quả lắm. Không hiểu sao thằng Thanh lại thích nó nữa. Táo nhìn ngon quá. Này bao nhiêu ký vậy chị? 120.000 một ký. Bớt em chút đỉnh được không? Tính 100.000 cho chẳng nha. Chị bán là đúng giá rồi đó, không có bớt được đâu. Chị bớt nữa là bị lỗ quá. Thôi kệ đi bà ơi, nó trả nhiều thì bán bấy nhiêu đi, bán lỗ cũng được, lẹ lẹ đi về. Mấy người trong tù ra họ dữ lắm, bà đừng có chọc người ta. Nó làm gì mình á cũng không biết nữa. Vậy giờ em có mua không? Dạ thôi, em cảm ơn chị. Nè con gái, đụng trúng người khác thì phải làm sao con? Cô kia, cô định làm gì con tôi vậy? Định bắt cóc đó hả? Dạ, chị hiểu lầm rồi. Em chỉ là... Cô đừng làm bậy nha. Tôi báo công an bắt cô vô tội lần nữa đó. Tôi không nể mặt bà Lê đâu. Đừng tưởng tụi tôi không biết gì nha. Nhà nó nghèo, ba má nó chết hết, không có nơi nương tựa. Bà Lê thấy tội nên mới cho vô ở nhờ. Chứ thứ nó ai dám chứa. Ai mà có con dâu vậy là nghiệp lắm đó, tổn hại danh dự gia đình luôn đó chứ. Thiệt là... Đúng rồi đó. Mấy người vừa phải thôi nha. Nghĩ đâu hiếp yếu hả? Nghiệp từ miệng mà ra đó. Còn chị nữa. Con của chị á, chạy đụng trúng người ta, không biết xin lỗi thì thôi, còn lấy nước tạt người ta nữa. Lo dạy con của mình đi ha. Con tôi á, tôi tự khắc mới dạy dỗ nó, không cần mấy người quản. Chị còn ngang ngược nữa hả? Dạ. Thưa các cô các dì, đúng là con đã phạm sai lầm rất lớn trong quá khứ, không thể nào mà tha thứ được. Nhưng mà con đã trả giá bằng bản án trong tù của mình rồi. Đó chính là lý do con muốn sống tốt mỗi ngày. Con muốn làm lại từ đầu. Con muốn bù đắp cho những lỗi lầm ngày xưa. Con không phải người xấu. Người tiệt đường sống của người khác mới là người xấu. Con mong là mấy cô mấy dì hãy từ từ quan sát con. Cũng đừng bao giờ áp đặt định kiến lên đầu con chỉ vì một vài tin đồn. Thôi về bán chị ơi. Thôi bỏ qua đi bà ơi, chuyện xong rồi. Mấy người vừa phải thôi. Xỏ lá thiệt chứ. Không sao. Không sao mà Hằng. Mày vẫn còn anh Thanh. Mày may mắn khi còn được anh Thanh yêu thương mày. Không sao hết.
Bây giờ thì cô đã biết cảm giác kinh hoàng, sợ hãi của em gái tôi trước mũi xe của cô rồi đúng không? Nhưng nhiêu đó thôi thì chưa đủ đâu. Cô cứ chờ đó. Ủa, em đi đâu mà ướt nhem lắm lem vậy nè? Em bị người ta tạt nước. Em đi đứng không nhìn đường hay sao mà để người ta tạt trúng vậy? Giờ em né cũng đâu có được, người ta nhắm với em người ta tạt mà. Em đợi anh chút nha. Nè, chuyện này là sao? Hay là... Thì mấy cô mấy bác ngoài chợ biết là em từng đi tù về. Thậm chí là họ còn biết tại sao em đi tù nữa. Có thể là họ đọc thông tin trên báo đài. Em biết mà, bây giờ thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển, chuyện gì người ta cũng ngoi ra được. Đền lao cho. Dù sao thì mình cũng không giấu hoài được. Em ráng lên nha. Một thời gian nữa họ lại chạy theo drama mới, họ sẽ quên chuyện này thôi. Đợi sau này họ hiểu rõ con người tốt đẹp của em, họ sẽ không hành động ấu trĩ như vậy nữa. Bây giờ anh đi làm, em ráng ở nhà nghỉ ngơi, đừng ra chợ nữa. Anh đi làm về rồi anh với em tính nha. Em biết rồi, anh cứ đi làm đi, em không sao đâu. Anh đi nha. Dạ. Mày làm gì manh động như vậy? Nè, tao chạy xe máy từ phía sau, tao thấy hết rồi. Mày tính tông chết con gái người ta hả? Mày là chủ tịch hay tao là chủ tịch? Thuê mày về làm trợ lý, chứ không phải làm ba tao mà dạy đời tao, ha? Nè, nếu như tao có tiền tao cũng đi làm trợ lý cho mày đâu. Mày nên nhớ trước đây mày năn nỉ tao về làm việc cho mày. Chẳng qua tao nể tình bạn, tao mới làm cho mày. Tao trợ lý tao làm gì? Tao sắp xếp lịch trình cho sếp, để biết được boss đi đâu, sắp xếp lịch trình cho boss trơn tru nhất có thể. Nè, riết rồi điện thoại của mày toàn là hình của cô gái đó. Người ta không biết, người ta nhìn vô, người ta tưởng cô ta là bồ bí mật của mày. Muốn sa thải sao nói nhiều vậy hả? Mày cho tao ngày tháng sa thải đi, để tao sắp xếp bàn giao công việc rồi đi du lịch cho đã. Nhưng mà tao cảnh báo mày biết trước, nếu mà tao nghĩ là cái phòng nhân sự hơi vất vả nha. Để tìm một người có tâm, có tài, có đức, đẹp trai như tao hơi bị khó à. 10 người hết 9 người đã chạy mất dép rồi, bởi vì cái tính khí của mày. Tao nói thiệt, chỉ có một mình tao hiểu được tính khí của mày mới chịu đựng được mày thôi. Mày suy nghĩ lại mày đi. Đúng là con đã phạm sai lầm rất lớn trong quá khứ, không thể nào mà tha thứ được. Nhưng mà con đã trả giá bằng bản án trong tù của mình rồi. Đó chính là lý do con muốn sống tốt mỗi ngày. Con muốn làm lại từ đầu. Con muốn bù đắp cho những lỗi lầm ngày xưa. Con không phải người xấu. Người tiệt đường sống của người khác mới là người xấu. Con mong là mấy cô mấy dì hãy từ từ quan sát con. Cũng đừng bao giờ áp đặt định kiến lên đầu con chỉ vì một vài tin đồn. Chút nhục nhã đó có là gì? Cô xứng đáng với những điều tồi tệ hơn nữa kìa. Xin lỗi nha, ngài ứng cử viên phó chủ tịch. Nè, anh đừng có gọi tên tôi vậy được không? Sao? Tôi tưởng đâu một cái người không có tài cán gì như anh được đứng ngang hàng với tôi. Anh phải tự hào mà đi khoe khắp công ty này chứ. Không thích chức danh phó chủ tịch này hả? Thì rút lui đi, còn kịp đó. Để tôi nói rõ với anh nha, mục tiêu của tôi trong công ty này á là làm tốt công việc của mình. Còn cái chuyện chọn ai là phó chủ tịch, đó là công việc của sếp Trung. Không lẽ anh không tin vào năng lực của sếp mình sao? Đương nhiên chủ tịch có năng lực để lựa chọn nhân tài, nhưng quan trọng là chủ tịch không hiểu được hết bản chất đạo đức của người mà mình chọn. Một cái người không có tài đức gì hết thăng tiến nhanh trong công ty này, dĩ nhiên là mọi người cũng cần phải đặt câu hỏi chứ. Thăng tiến nhanh giống như anh vậy đó hả anh Hoàng? Nếu như mà ba mẹ anh không phải là bạn thân của bà nguyên chủ tịch thì anh có đạt vị trí như ngày hôm nay không? Còn về lộ trình thăng tiến của anh Thanh đây, có thể hỏi bất kỳ nhân viên nào về bản thành tích của ảnh.
giống như Trang Fast Buy vậy đó. Nó đã đạt được doanh thu gấp mấy lần Trang Auto Buy của anh. Để tôi liệt kê giùm anh nha. À, nếu như có người đẹp lên tiếng rồi á, thì coi như nãy giờ anh chưa từng nói gì ha. À, cảm ơn cô đã nói đỡ cho tôi nha. Em chỉ nói sự thật mà ai cũng biết thôi mà. Với lại đây không phải lần đầu em lấy thai giùm cho anh. Chỉ là anh có để ý hay không thôi. À, hai chị em ăn gì vậy? Còn gì nữa, mì gói muôn năm. Chị Hằng. Chị. Chị Hằng. Trời đất ơi. Ý, chị muốn gì vậy? Wow, gà rán. Wow, thịt heo. Trời ơi, ngon quá à. Hên là có chị á, chứ không thôi hai tụi em ăn mì gói cả ngày luôn quá. Ừ, coi nó kìa, thấy đồ ăn là tum tướp à. Nè bé, tự trọng chút coi. Chứ xin việc làm ở đâu cũng không được nhận. Đói móc mỏ ra. Sĩ diện gì nữa chị. Dạ chào chú. Cháu tôi xin việc làm đó chú. Mời cô ngồi. Dạ. Lý lịch cô không tốt, tôi không nhận đâu. Dạ thưa chú, chú coi lại giùm cháu. Thôi. Dạ. Không nhận đâu, cô về đi. Ờ, dạ. Về đi. Chú. Không nhận hồ sơ thì thôi. Làm gì mà dục hồ sơ người ta như vậy hả? Ở tù thì đã sao chứ. Lý lịch xấu. Bực cái mình à. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ. Em tới đây để nộp hồ sơ anh. Được rồi, để anh xem. À, phí của mình là 1 triệu nha em. Dạ. Đúng rồi, với em cho anh số điện thoại đi. Để anh biết anh liên lạc. Dạ. Dạ đây. À, cảm ơn em. Rồi, em về đi. Có gì anh gọi sao. Cô tìm ai vậy? Anh cho em hỏi, cái anh mà giám đốc tuyển dụng ở đây á, ảnh làm ở đây đâu rồi anh? Ảnh thuê chỗ tôi mở văn phòng, bây giờ anh đi đâu tôi cũng không biết. Ủa, anh không có nói là anh đi đâu hả anh? Ờ, ảnh chỉ thuê chỗ tôi, giờ anh đi đâu sao tôi biết chứ. Tự nhiên cô hỏi tôi sao tôi biết. Giờ cô cứ đi tìm Đại đi. Thôi dạ. Cô đi đi, tôi vô làm. Ủa nhưng mà mình phải mau nghĩ cách để cả ba ổn định mới được. Ờ, của Mỹ nè. Đây là lời cảm ơn của tôi dành cho Mỹ đó. Với lại tôi cũng không muốn mắc nợ ai, đặc biệt là Mỹ. Đặc biệt là em. À, ý tôi muốn nói là như Mỹ cũng nói đó, trong 3 năm tôi ở công ty, Mỹ luôn luôn âm thầm giúp đỡ tôi. Nếu mà tôi không cảm ơn Mỹ đàng hoàng như vậy á, thì tôi thấy mình mất lịch sự lắm. Thật ra không cần phải cảm thấy mắc nợ như vậy đâu. Trong người em cũng cảm thấy bất bình khi mà anh cứ hết lần này tới lần khác nhường nhịn anh hoàng như vậy. Còn gì sung sướng hơn khi mà người mình ghét bị dịch trần, đúng không? Nhưng mà ly cà phê này em vẫn nhận. Cảm ơn.
Dù sao thì với ý nghĩa nào, được anh coi là đặc biệt thì cũng khiến cho em cảm thấy vui rồi. Bộ anh cố tình hả? À, cái kế hoạch truyền thông sắp tới thuộc phòng của Mỹ chuẩn bị tới đâu rồi? Có cần tôi hỗ trợ gì không? Anh Thanh, hoài bão của anh là gì? À, hoài bão của tôi là hài lòng với hiện tại. Ước mơ của anh là chỉ làm công cho người khác. Mà anh biết không, làm công lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của sếp. Vui thì cho mình làm, còn buồn kiếm cớ cho mình nghỉ. Hoài bão của em là phải trở thành một người leo được vị trí cao nhất, thành công nhất. Lúc đó em mới cảm thấy hài lòng với hiện tại. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như mà cơ hội được trao vào tay mình thì tại sao anh không nắm lấy, đúng không? Năng lực của anh cũng cao siêu quá ha. Dùng tình để thăng tiến trong sự nghiệp. Anh nói cái gì vậy? Tôi với Mỹ chỉ là đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp? Phải không? Tôi có nói gì đâu. Sao có tật giật mình vậy? Đừng có mơ mộng hảo quyền nữa. Chờ ngày tôi lên phó chủ tịch, tôi sẽ cho anh biết thực tại là như thế nào. Đưa cái bao tay coi. Dạ. Bà Lê, dọn hàng sớm vậy? Ừ. Ê, cân cho cô ký ớt coi. Dạ, để con cân cho. Ờ. Ê bà, cũng còn nhanh lẹ lắm đó ha. Nói nghe nè, bộ bà tính để nó ăn bám nhà bà cả đời luôn hả gì? Bà phải nói để cho nó tự ái, rồi nó đi làm một cái việc gì đó cho nó đàng hoàng chứ. Chứ không lẽ bà bán ba cái rau rồi bà nuôi nó suốt đời, chấp nhận rước đứa con dâu mà lý lịch nó không có rõ ràng làm sao? Dạ con gửi. Nhiêu con? Dạ con tính chẳng 50 luôn nha. Ở đây cô gửi con. Dạ con cảm ơn. Tiền là bác 50. Về nghe. Con. Dạ. Rồi bây giờ con tính sắp tới làm sao đây? Chân yếu tay mềm, đâu có thể nào mà ở nhà phụ bác vậy hoài. Rồi người ngoài họ nhìn vào á, họ nói là bác cái bóc lột sức lao động của con. Dạ con biết là con không thể làm phiền bác hoài như vậy được. Bữa giờ con cũng đi tìm việc, chỉ là bác cũng biết rồi đó. Nhưng mà bác yên tâm đi, nhất định là con sẽ không làm gánh nặng cho anh Thanh. Để con đi hỏi thêm một vài chỗ nữa, con tin là sẽ có chỗ nhận con làm thôi à. Nói thì dễ, làm được mới là chuyện đáng nói. Thôi giờ vậy đi, trong thời gian mà chờ đợi kiếm việc làm á, thì coi ở nhà vẫn phụ bác một tay. Dạ. Chứ ở không vậy cũng tù túng tay chân lắm. Mà việc nhà mình á thì con cũng biết rồi, cũng dễ dàng đơn giản chứ không có gì khó hết. Con lo cơm ngày hai bữa, buổi trưa buổi chiều. Còn quần áo á thì con phân loại giặt cho nó kỹ. Còn mùng mền á thì một tuần giặt một lần. Còn nhà chịu khó ngày lau lần. Được không? Sao mặt bài bí xị vậy? Dạ con làm được. Ừ, vậy đi ha. Dạ. Để coi ráng được bao lâu. Mệt mỏi quá thì cô biết tự động rời khỏi đây, khỏi cần tôi đuổi. Ủa, mẹ, thằng đâu rồi mẹ? Cô không ăn cơm hả? Ai mà biết, nó dọn cơm xong rồi nó đi đâu á. Sao vậy? Có tâm sự hả? Nói cho anh nghe coi, mày làm khó dễ gì em? Đâu có. Tại vì em không thấy đói thôi. Anh cũng vậy. Mấy bữa nay trên công ty anh xảy ra nhiều việc, anh cũng đang stress đây.
em cũng buồn. Em đi xin việc quá trời nơi luôn mà không chỗ nào chịu nhận hết trơn á. Có gì đâu, bất quá anh nuôi em cũng được. Sao mà được chứ. Em muốn là tự mình kiếm việc làm, rồi tự mình kiếm tiền. Như vậy thì không gây áp lực tiền bạc cho anh với cả mẹ anh nữa. Mà khổ nổi với cái lý lịch của mình, cảm giác giống như là người ta sợ em hay sao á anh. Không có chỗ nào dám nhận hết trơn à. Nhưng mà không lẽ không có chỗ nào cho những người như em muốn làm lại cuộc đời hay sao? Thôi em đừng bi quan vậy chứ. Anh nói em nghe, trên đời này anh nghĩ là cũng có người này người kia, có người tốt người xấu. Anh tin á, rồi sẽ có một lúc em sẽ tìm được công việc phù hợp với mình. Còn nếu không á, anh cũng nói rồi, anh sẽ nuôi em cả đời. Em ăn nhiều lắm đó. Anh nuôi được hết. Mà em luôn cảm thấy bản thân mình may mắn lắm. Nếu như mà không có anh, em cũng không biết mình phải sống làm sao nữa. Cảm ơn ông trời vì đã cho em một người yêu giống như anh. Nếu như 3 năm trước không có vụ tai nạn đó xảy ra, nhiều khi bây giờ tụi mình đã đám cưới với nhau, có con, có hẳn một gia đình hạnh phúc rồi, đúng không? Thôi, chuyện gì qua rồi, mình cứ để nó qua đi em. Sao mà quên được. Em còn nhớ là lúc đó em với anh, hai người giành nhau lái, mà em giận bản thân mình hết sức. Tại sao lại đi uống thuốc cảm vào ngay lúc đó, trong khi rõ ràng là em biết cái thuốc đó rất là buồn ngủ, đáng lẽ là phải đợi về tới nhà rồi mới uống. Nếu mà ngày hôm đó em để cho anh lái thì chắc chắn là không gây ra tai nạn rồi. Mà tại sao cứ mỗi lần nghĩ về tai nạn đó, em cứ cảm thấy là có cái gì đó sai sai á. Anh, nếu như bây giờ mà em đáng nhớ lại á, nhiều khi em sẽ hiểu được là tại sao lúc đó mình lại gây ra tai nạn, đúng không? Mà thôi, em nghe anh nói nè, quá khứ đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên đi. Chuyện cần làm trước mắt bây giờ là hướng tới tương lai. Nhưng mà em... Hiện tại bây giờ anh đang tập trung cho công việc, sự nghiệp. Đây là cơ hội có 1 không 2 của anh, nên thực sự bây giờ anh không thể kết hôn với em được. Nhưng mà anh muốn đính hôn với em. Vậy em có đồng ý làm hôn thê của anh không? Anh biết là anh cậu hôn vậy mà không có nhẫn, không có qua, kỳ lắm. Mà em không giận anh đúng không? Em không cần nhẫn, không cần qua gì hết. Em chỉ cần có anh thôi à. Vậy bây giờ xin mời quý hôn thê đi vô ăn cơm, được chưa? Đi. Hiện tại, theo tất cả các dữ liệu thống kê và con số, thì trang Fastspy mà giám đốc Thanh đang quản lý có kết quả rất tốt. Và tôi có lời khen ngợi giám đốc Thanh. Cứ mỗi lần nghĩ về tai nạn đó, em cứ cảm thấy là có cái gì đó sai sai á. Anh, nếu như bây giờ mà em đáng nhớ lại á, nhiều khi em sẽ hiểu được là tại sao lúc đó mình lại gây ra tai nạn, đúng không? Giám đốc Thanh. Giám đốc Thanh. Dạ. Dạ chủ tịch. Hiện tại á, là trang Fastspy của anh đang phát triển rất tốt. Anh có gì chia sẻ với tất cả mọi người ở đây không? Dạ thưa chủ tịch, thành tích này á, không phải chỉ có mình tôi mà đạt được. Tất cả là nhờ sự phối hợp của toàn bộ anh chị em trong dự án, đặc biệt là sự hỗ trợ từ bộ phận marketing của cô Mỹ đây. Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình vì công ty thôi. Quả là một đối thủ nặng ký cho chiếc ghế phó chủ tịch đó. Thanh, em nhất định không để anh về phe của ông anh họ em. Bằng mọi giá, em sẽ khiến anh ngồi chung thuyền với em. Nhất định em sẽ thu phục trái tim của anh. Chỉ có em mới là người phù hợp nhất đối với anh, và anh là người phù hợp duy nhất dành cho em.
Mời vô. Chúc mừng anh. Chúc mừng vô gì? Trong cuộc họp ngày hôm nay anh thể hiện rất là tốt. Mặc dù là đối thủ của anh, nhưng mà em phải thừa nhận năng lực của anh đó. Tôi không giỏi như Mỹ nghĩ đâu. Có những chuyện người ta chỉ cố gắng một, tôi phải cố gắng 10 lần. Nhiều khi có những chuyện đối với người ta thấy gần như vậy, mà đối với tôi xa tận chân trời. Em hiểu anh muốn nói gì. Con người chúng ta khi mà cố gắng gấp nhiều lần người khác cũng có nghĩa là mong muốn kết quả gấp nhiều lần người khác. Hơn nữa ở đây là mình không dễ dàng từ bỏ, và đó là thế mạnh của cả anh và em. Anh biết không, chân trời do mình tự dễ lên. Nếu như mà anh cảm thấy mệt mỏi, anh có thể chia sẻ với bạn gái mà. Em nghĩ là Hằng sẽ có cách giúp cho tinh thần của anh tốt hơn. Cô mới qua nhập cộng đồng thôi, còn phải suy nghĩ nhiều lắm. Với lại mấy chuyện công ty tôi không tiện chia sẻ với cô. Trời ơi, vậy là anh cầu hôn chị thiệt luôn á hả? Ừ. Em nghe kể mà em nổi hết da gà luôn nè. Nhổi y chang phim hàng vậy á. Nè, cái đó chưa phải gọi là cầu hôn đâu nha. Cầu hôn ít nhất á là phải có nhẫn kim cương nữa mới gọi là cầu hôn, nghe chưa bé? Thôi đi, chị sống vật chất riết quen. Chị á vừa thô vừa ham tiền, ai thèm. Ờ, chứ em không ham đâu ha. Hay quá. Nè, nói chơi thôi, tôi cũng mừng cho bà đó Hằng. Kiếm được người chung thủy với bà, chờ 3 năm ra tù vẫn yêu thương chăm sóc bà là hiếm lắm đó. Tôi mừng cho bà. Cảm ơn bà. Cảm ơn bé. Nói chứ tự bản thân tôi cũng biết là tôi phải may mắn dữ lắm tôi mới có được anh Thanh, có được một gia đình thứ hai để mình bắt đầu lại một cuộc sống mới. Vậy bây giờ phải ăn chúc mừng đi ha. Hả? Được không? Đúng rồi đó. Rồi. Đây, chảy ra. Đây đây đây. Đồ ăn tới, đồ ăn tới. Ồ, trời đất ơi. Sang xịn dữ vậy. Bữa nay có hamburger, gà rán này kia nữa. Bộ hai người kiếm được việc làm rồi hả? À, dạ thì... đâu có đâu chị. Tiền mua cái này á là nhờ chị Minh ăn cắp sáng nay á. Ê bé, hồi bữa bà này bắt nạt Hằng, bây giờ có muốn trả thù không? Làm sao? Bây giờ em vô đánh lạc hướng bà, còn lại để chị lo. Vô coi đi con. Cô, trái này nhiêu cô? 30 ngàn à. Trời ơi, trái đu đủ này bị dập hết trơn mà 30 ngàn. Con thấy như vậy thôi à, chứ ở trong hả nó ngọt lắm luôn á. Cô bán rẻ cho con á. Thôi bớt đi cô ơi, trái này con thấy không có ngon. Bớt đi cô, bớt xíu thôi. Vậy là cô bớt rồi đó. Thôi, mắc quá à, con không mua đâu. Nè cô giữ đi. Trời đất ơi, mới sáng ra không mở hàng thì thôi còn trả giá tào lao nữa. Cái trái người ta to, ngon như vậy á, cái thối gì đâu không à. Thì đó, ai biểu hôm bữa đó bà bắt nạt bà làm chi. Phí này là phí đền bù nhân quả. 500 ngàn á, bà hời lắm luôn rồi đó. Tôi kể với bà cái chuyện ngoài chợ á, không phải để bà với con bé đi ra ngoài đó trả thù giặt giảnh như vậy. Bây giờ là 500 ngàn hay là 5 ngàn đi nữa, tôi cũng không muốn ai trong tụi mình quay lại con đường như ngày xưa nữa hết. Đó, cứ vậy hoài. Hỏi sao mà mọi người á không thay đổi cách nhìn về tụi mình. Ừ, thì như bà sướng rồi, có người chăm sóc lo lắng. Còn tôi với con bé không làm vậy á, có mà chết đói. Nè, cái này là do cuộc sống, chứ chị Minh cũng đâu muốn làm vậy đâu chị. Nếu như mà chị thấy làm bạn với tụi em xấu hổ quá thì thôi, từ nay về sau á chị đừng có lui tới với tụi em làm gì nữa. Chị có sống cuộc sống thanh cao của chị đi. Em nói gì vậy? Tôi không có ý đó. Con. Thưa mẹ, con mới về. Sẵn ăn cơm luôn đi con, rồi tắm rửa sau. Dạ.
Được rồi, cảm ơn nha. Em mời anh. Cảm ơn em. Ăn cơm đi. Dạ. Ta nói lúc này á, cái gì nó cũng lên. Điện lên, xăng lên, nước lên, gạo lên. Mệt thiệt á. Ờ, mà Hằng, con xin việc tới đâu rồi? Ờ, dạ. Coi bộ khổ thân con rồi đó. Làm ra đồng tiền đâu phải dễ con. Phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ không phải giỡn chơi à. Ờ, mẹ. Gì con? Con với Hằng á sẽ đính hôn với nhau. Con cầu hôn và Hằng đồng ý rồi. Con báo với mẹ một tiếng để nhà mình chuẩn bị dần dần là vừa. Ờ, ờ không sao không sao. Mẹ, mẹ biết rồi. Ăn đi, ăn đi. Dạ. Mẹ ăn đi mẹ. Ừ. Em ăn đi. Cô buồn quá con ơi. Thằng Thanh nó đòi làm lễ đính hôn với con Hằng. Không được để cảm xúc lấn át, phải bình tĩnh. Mỹ, mày phải nghĩ được cách. Cô đừng buồn. Hay là cô cháu mình đi shopping xả stress nha. Cô nhớ rủ thêm cả Hằng theo luôn nha cô. Hằng, ngày mai con có lịch phỏng vấn gì không? Ừ, dạ không. Ừ, nếu vậy thì ngày mai đi shopping nha. Sắm cho con một bộ đồ, coi nó được được một chút, để mai mốt á đi phỏng vấn dễ đậu. Đừng có ngại, trước sau gì á mình cũng là người một nhà mà, đúng không? Dạ, con cảm ơn. Con lựa đi. Dạ. Ủa cô Mỹ, sao lại tình cờ gặp con ở đây vậy? Dạ, đúng là tình cờ Hằng ha. Chào Hằng. Trời ơi, tình cờ ghê luôn á. Vậy thôi ba cô cháu mình shopping thả ga ở đây nha cô. Ừ, có nhiều mẫu đẹp quá nè. Kiểu mới không đó con? Dạ cô, cái màu xanh này đang mốt lắm nha. Nó phù hợp với màu da của cô nữa nè. Phải không? Đây, phối thêm với cái quần này mặc siêu đẹp luôn đó. Cô vô thử đi. Cô vô thử nha. Hằng thích bộ này hả? Để Mỹ tặng Hằng. Thôi, không cần đâu. Coi như là vì anh Thanh thôi mà. À, Hằng có biết vì sao mà 3 năm qua anh Thanh không có giới thiệu Hằng với mọi người không? Bây giờ thì Mỹ biết lý do vì sao mà anh giấu bạn gái kỹ như vậy rồi. Thật ra, chăm sóc cho bản thân mình cũng là thể hiện sự tôn trọng, cũng là cách bảo vệ sự tôn nghiêm cho người đàn ông mình yêu. Hằng thấy đúng không? Phụ nữ nếu mà chỉ nghĩ là dựa vào một vài bộ quần áo đắt tiền để nâng cao lòng tự trọng thì chẳng phải là khi bộ đồ đó dứt đi thì lòng tự trọng cũng không còn sao? Khoác lụa là lên mình mà nội tâm vẫn đục á thì cũng không thay đổi được gì đâu. Cảm ơn chị Mỹ đã có lòng nha. Nhưng mà anh Thanh không cần bất kỳ một ai để bảo vệ sự tôn nghiêm cho ảnh đâu.
Mỹ. Trời ơi. Hay, được không? Cô được không? Bộ này vô đẹp lắm luôn á, hợp với cô lắm luôn đó. Ừ. À cô, nghe nói là Hằng đã tìm việc làm hả? Ờ. Con có công việc này rất thích hợp với Hằng, mà có thể giúp cô hả dạ nữa. Chuyện gì? Được không cô? Ừ. Con tính tiền bộ này cho cô nha, đẹp lắm luôn đó. Cảm ơn con nghe. Dạ. Ừ. Hằng à, qua bác nói này nghe nè. Dạ. À, bác có bà bạn quen á, nói có một ông chủ quán đang cần tuyển nhân viên phục vụ bưng bê, là bác nghĩ tới con liền đó. Bác có xin tấm danh thiếp này nè, về để đưa cho con. Đâu con thử tìm cách liên lạc thử coi. Dạ, con sẽ gọi điện thoại cho ảnh liền. Ừ. Ừ. Alo, dạ cho em hỏi, có phải là số điện thoại của anh Hải, chủ của ba cà phê Dreamland không ạ? À, đúng rồi, có gì không em? Dạ, em nghe nói là bên anh đang tuyển người á, thì cũng trùng hợp là em đang muốn tìm việc làm. Không biết là em có thể nộp hồ sơ cho chỗ anh được không ạ? À, được, vậy tới phỏng vấn luôn nha. Dạ. Em tới được không? Dạ được, dạ được. Anh nhắn giùm em thời gian nha, em sẽ đến đúng giờ. À, được rồi. Cảm ơn anh. Em ơi, bên này nè. Dạ em chào anh. À chào em, ngồi đi em. Dạ em chào anh. Ờ. À, anh có phải là anh Hải không? Em có gọi điện thoại cho anh, hôm nay em đến để xin phỏng vấn à. Cứ từ từ, làm cái gì mà gấp quá vậy, cứ ngồi uống nước đi, không việc gì phải vội. Dạ. Em ơi, pha cho anh ly nước cam cho cô bé đi nghe. Dạ. Thú thật với anh là em cũng đang cần việc làm. Ừ. À, nhưng mà lý lịch của em thì có hơi bị. Nhưng mà em hứa là em sẽ luôn cố gắng. Em sẽ. Anh không quan tâm tới sơ yếu lý lịch hay là quá khứ của em. Với lại chỗ của anh á, không phải là nơi định kiến. Anh chỉ cần á là em làm việc tốt, chăm chỉ, phục vụ khách cho tốt là được rồi. Dạ, cái gì chứ mấy cái đó thì em làm được. Em sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì tốt quá. Dạ. Ừ. Tối nay em ghé làm luôn chứ? Ủa, tối nay hả anh? À, em biết sao không? Cái quán của anh á đang cần người gấp, cho nên mà nếu như không được á thì dạ được, dạ được anh. Được. Dạ, em làm được. Vậy thì tốt quá. À, vậy thì anh đưa cho em địa chỉ. Tối nay nè, em cứ tới theo địa chỉ này, nhưng mà nhớ nghe, nhớ tới đúng giờ đó, không được trễ nghe chưa? Dạ, em sẽ tới đúng giờ mà. Thôi bây giờ nước anh đã kêu rồi, tiền anh để đây. Một lát nữa em cứ thanh toán. Bây giờ anh có việc anh phải đi trước nha. Nhớ nghe, tới đúng giờ nha em. Dạ. Ủa, em là thằng nhóc hôm bữa ở chợ đúng không? Trời ơi, sao tự nhiên nay tình cờ gặp đây hay vậy? Ê bà chị. Đừng nói là chị lâm vô đường cùng rồi cặp với cái tay sồn sồn đó nha. Đổi tình lấy tiền hả? Thằng quỷ này. Ê, nói chuyện với đàng hoàng à nha. Đừng có tưởng là giúp người ta được một lần, xong giờ muốn nói gì nói. Cái này là chị đi phỏng vấn xin việc chứ bộ. Tôi nói cho bà chị đây biết, thứ nhất tôi không phải là thằng lau mũi chưa sạch, tôi lớn rồi. Còn thứ hai á, phỏng vấn xin việc hả? Phỏng vấn ở đâu á mà hẹn hò riêng tư như vậy? Ừ? Thiệt luôn á. Chưa kể á, chị nhìn kỹ mặt của con giả đi,
hiện lên hai chữ gian xảo luôn kìa. Em á, đầu óc đen tối vừa vừa phải phải thôi, suy diễn dữ quá à. Thì người ta hẹn ra đây phỏng vấn thì ra thôi chứ có gì đâu. Tôi nói chị biết, chị không nghe lời của tôi thì coi chừng cái cảnh. Tôi nhìn vậy thôi á, chứ trải sự đời nhiều hơn chị đó bà chị. Rồi tự nhiên vậy đời người ta. Ủa con, bác cần con phụ gì không? Thôi thôi được rồi, đi xin việc làm vậy rồi đó hả? Dạ. Rồi sao? Dạ con được nhận rồi, con cảm ơn bác nhiều lắm, con mừng quá à. Tốt, ráng mà chăm chỉ làm nha. Người mà có lý lịch như con á, không dễ xin được việc làm đâu. Dạ con hiểu mà, cho nên là con biết ơn bác nhiều lắm. Nếu mà không có bác giới thiệu việc làm cho con á, chắc bây giờ con cũng nhục chí lắm rồi. Bác yên tâm đi, con sẽ cố gắng làm việc hết sức để không làm gánh nặng cho anh Thanh. Rồi con cũng sẽ tranh thủ thời gian nhiều nhất có thể để chăm sóc cho bác. Thôi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Dạ. Ừ. Dạ chào anh Hải. Ô, Hằng, nhân viên mới của chúng ta tới rồi sao? À, em đi theo anh vào đây nha. Dạ. Em tưởng em sẽ là phục vụ ở quán cà phê. À, trên cái danh thiếp mà anh đưa cho em á, có ghi rõ là chủ chuỗi cà phê bar. Cà phê thì cũng có, mà rượu cũng có. Trời, em mặc như vậy là không ổn rồi. Em vô trong phòng nhân viên á, thay bộ đầm thiệt đẹp ra đây để tiếp rượu cho khách. Chứ em mặc kính mít như vậy á, khách của anh bỏ đi hết. Tiếp rượu là sao? Em tưởng là em đi vô đây làm là làm phục vụ bưng bê rửa chén. Cái gì? Rửa chén hả? Em giỡn với anh hả? Rửa chén thì anh ra ngoài đường hút đại ai vô cũng được vậy. Cần gì phải phỏng vấn em? Hay là em muốn giở trò với anh? Nè, nói cho em biết nha, không tin á thì về hỏi lại người giới thiệu việc làm cho em đi. Người ta còn lấy phí giới thiệu tương ứng với một tháng lương của em á. Cái gì? Thôi 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 bỏ đi, anh không hơi đâu mà đôi co với em. Bây giờ em vô trong thay đồ, khách VIP người ta đang đợi kìa. Đi không, em đừng có lề mề nữa hả? Ôi sao đó, trời ơi, đã nói được có. Tôi không có làm tiếp rượu gì ở đây hết á. Tôi sẽ về hỏi lại bác Lê, không có lý nào là vậy. Được, cứ đi về hỏi lại bà Lê đi. Tự nhiên rước ba cái bực mình vô trong người. Tôi nói thiệt với cô á, cái loại đàn bà có tiền án tiền sự mà tông xe chết người như cô á, đừng có bày đặt ở đó mà thanh cao. Khoan đã. Tại sao anh biết tôi vào tù vì tội danh đó? Tôi nhớ rõ ràng trong sơ yếu lý lịch của tôi thì tôi ghi là tôi đã có thời gian đi cải tạo. Hơn nữa buổi phỏng vấn tôi đã định nói ra sự thật với anh rồi, nhưng mà tôi chưa kịp nói thì anh đã ngăn lại. Vậy anh trả lời đi, ai là người đã nói với anh chuyện đó? Thôi, bây giờ tôi không nói nhiều với cô nữa, mà tôi chỉ biết một điều ở đây á, cô đã nhận làm nhân viên thì cô phải có trách nhiệm. Chỗ của tôi đây á, mà không nhận cô vô thì không có chỗ nào nhận cô đâu, biết không? Anh nên nhớ, tôi ngồi tù đủ lâu để tôi có thể hiểu rõ về mặt pháp lý. Anh không có quyền cưỡng chế tôi làm việc ở đây. Anh đưa phí môi giới cho ai thì đi tìm người đó mà đòi. Tôi không có trách nhiệm trả phần tiền mà tôi chưa bao giờ nhận. Ủa mẹ, mẹ có chắc đây là nơi Hằng làm việc không mẹ? Chắc. Nó nói với mẹ là nó làm ở chỗ này nè. Trời đất ơi, con coi kìa, toàn lãng mặt lố lăng không à. Con Hằng á, nó không có hiền mới dám chấp nhận làm ở đây. Bây giờ tôi không đứng đây quanh co với cô nữa. Khách VIP người ta đang chờ, đi vô thay đồ ra tiếp khách nhanh lên. Anh làm gì vậy? Đi, buông tôi ra. Nè, buông tôi ra. Thôi, đừng có nói đâu nha. Không, anh, nó kìa. Buông đi chứ. Bây giờ con nghe lời không? Buông ra. Ông vui làm bỏ tay ra khỏi giờ sắp cưới của tôi nha. Không phải ai đi tù về cũng phải làm cái nghề này đâu. Giờ sắp cưới của tôi thì càng không. Đi về. Mày là thằng nào hiên ngang vô đây dẫn người của tao đi vậy? Nè, dạ mời anh. Hằng không có ở đây. Sao? Hằng không...
không có ở đây. Tại sao không có ở đây? Ai biết. Cô tới đây xin việc mà. Tại sao lại về? Chủ quán đâu? Chủ quán. Đây đây chủ quán. Ô, khách VIP, khách VIP. Làm gì mà tức quá vậy? Hàng đâu? Trời, nhắc tới hàng tôi thêm bực bội. Bữa nay á, nó bỏ về nó không chịu tiếp rượu. Sao kỳ vậy? Hai cậu đừng có nóng. Ở đây á, chắc là có sự hiểu lầm gì đó với bên môi giới người, cho nên mới bỏ về. Mà hai cậu yên tâm, quán tôi còn nhiều gái đẹp lắm, còn nhiều con đẹp gấp mấy lần con hàng luôn. Yên tâm, bây giờ tôi gọi mấy em ra đây tiếp rượu hai cậu cho hai cậu vui nghe không? Để tôi bù lại cho, chào tôi nha. Bù cho, yên tâm nha. Ê, đổi người nghe. Mày điên hả? Mày làm gì cái kiểu gì vậy? Sau này á, điều tra thông tin cho kỹ rồi hãy báo tao, làm mất trò vui của tao rồi đó. Ê, mày làm như tao vui lắm vậy á? Vô quán ba nhạc sập sình nhất động muốn chết à? Ê ê ê, sếp, mình chưa uống mà. Mẹ. Anh. Mẹ nói đi, chính mẹ là người giới thiệu Hằng cho tên chủ quán đó đúng không? Tại sao mẹ làm như vậy? Ừ, thì mẹ giới thiệu đó. Nhưng mà con nghĩ đi, một người đi tù như con Hằng á, dễ gì mà kiếm được việc làm. Với lại á, mẹ chỉ biết á, là bạn của mẹ giới thiệu mẹ là ông chủ quán đó cần, rồi mẹ đưa danh thiếp cho nó. Còn cái chuyện mà nó đi gặp người ta rồi nó đồng ý làm việc cho người ta là chuyện của nó, làm sao mẹ biết được? Đúng là làm ơn mất quán thiệt á. Làm sao mà tên chủ quán đó biết Hằng từng đi tù vì cái tội tông xe người khác, trong khi Hằng khi mà khai lý lịch chưa ghi rõ ràng gì hết. Chính mẹ là người đi nói rì rào xì xầm đúng không? Trời ơi, ba cái chuyện đó dễ ợt, thông tin trên mạng đầy đó, search vô là thấy là biết liền chứ gì. Với lại vậy cũng là lỗi tại mẹ, xét cho cùng là tại mẹ tìm hiểu không kỹ, nên mẹ mới đưa danh thiếp quán đó cho con Hằng, chứ thật ra mẹ không có cố ý đâu. Thôi được rồi, để mẹ xin lỗi vợ sắp cưới của con. Dạ không không bác. Bác xin lỗi đó. Anh, sao tự nhiên anh bắt mẹ anh phải xin lỗi em làm gì vậy? Đúng là cái chuyện này em cũng có buồn, nhưng mà nghĩ thoáng ra thì nó cũng không có là cái gì hết trơn á. Chủ yếu là mẹ anh muốn em đi làm, muốn em phải độc lập tự chủ tài chính thôi. Bây giờ anh nói mẹ anh xin lỗi em vậy rồi, làm sao mà em ăn nói rồi này kia với mẹ? Em như vậy làm sao mà anh yên tâm cho được? Cô không biết đâu, còn không biết là cô bị xúc phạm ra sao đâu. Đứa con trai mà mình chăm sóc nuôi lớn thành tài, vậy mà bây giờ nó nghe lời một đứa con gái không có ra gì hết đó, nó bắt mẹ của nó mà đi xin lỗi con nhỏ ở tù đó. Nếu mà làm như vậy thì anh Thanh quá đáng thật rồi. Nhưng mà cô Hằng đó đặc biệt tới mức như vậy hả cô? Đặc biệt cái con khỉ. Con đó chỉ là con hồ ly tinh thôi. Nó rù rì to nhỏ với thằng Thanh làm sao? Nó nói cái gì thằng Thanh cũng nghe lời hết á. Mai mốt á, mà cưới nó về làm dâu rồi hả? Chắc thằng Thanh á, đưa con nhỏ đó lên bàn thờ, rồi thờ á. Coi cô không còn trọng lượng ký lô nào thì làm sao mà dạy dỗ con dâu được chứ. Tại con, lỗi tại con hết đó. Đáng lẽ con không nên kêu cô làm chuyện đó. Không phải đâu con ơi, dù là cách của ai hay là dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng không làm gì được đâu. Không phải là tại con đâu. Sao lại kỳ vậy? Anh Thanh mà con biết rất điềm đạm, nói năng nhẹ nhàng lắm. Chắc là do cô Hằng đó to nhỏ chuyện gì ảnh mới cư xử nóng nảy như vậy. Bây giờ cô rầu quá, nhà của cô á mà cô không dám nói, không dám la, giống như là nó làm chủ á chứ không phải cô làm chủ, thì cô không biết ngày tháng sắp tới sống trong căn nhà đó cuộc đời của cô sẽ ra sao. Thôi mà cô yên tâm đi, con tin là anh Thanh sẽ hồi tâm chuyển ý thôi mà. Con tin chắc như vậy. Cô đừng buồn nữa nha cô. Thôi cô uống nước đi. Ủa bác, sao bác không ngủ thêm chút xíu nữa đi? Giờ còn sớm mà, mấy cái này con làm được hết đó.
Sau cái chuyện đêm qua, nó vẫn không tỏ thái độ gì với mình. Nó đang diễn vai cao thượng hay gì ta? Mà lúc này á, mình không được căng với nó. Thằng Thanh mà nó quạo lên á, coi như hư bộ hư đường hết. À, Hằng à. Dạ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bác vẫn lo cái lễ đính hôn của hai đứa thôi. Con nghĩ đi. Con á thì không có việc làm, mà cái lễ đính hôn á thì rất là tốn kém. Để một mình thằng Thanh á mà lo hết á thì có phải là tội nghiệp cho nó không? Dạ con hiểu rồi. Con có nói với anh Thanh là tổ chức gọn nhẹ đơn giản thôi. Mà con thấy hình như bữa nay đơn hàng ít hơn mọi khi hả bác? Lúc này á ế lắm con, cho nên á bác mới lo cái chuyện tiền bạc đây nè. Bây giờ hả, người ta mở cái mạng ứng dụng gì ở trên điện thoại á, chỉ cần mở điện thoại ra, chọn cái loại rau nào á, bấm 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 vô thì cái thằng shipper á nó đem tới tận nhà. Còn cái cửa hàng rau của mình là cửa hàng rau truyền thống cũ kỹ rồi, cho nên á khách lẻ đi hết, chỉ còn có mấy mối quen cũ, với lại thỉnh thoảng có mấy mối nhà hàng thì mới bán được thôi. Đó con thấy không? Bác á giờ bác cũng già rồi, sắp tới đây á là bác cũng phải dẹp tiệm, rồi tất cả tiền nong lo gia đình nó có phải một mình thằng Thanh gánh không? Con phải suy nghĩ cho kỹ lại nghe. Dạ, con biết rồi. Ừ, thôi con làm đi. Dạ. Chào chị. Em chào Đao. Em mới làm cho chị Lê hả? Dạ. Chị mới thấy em lần đầu luôn á. Em cũng giao rau được mấy bữa rồi, mà lần đầu tiên em mới giao tới chỗ chị á. Mai mốt chị ủng hộ rau bên chỗ em nhiều nhiều nha. Em yên tâm, ở đây nhu cầu rau sạch rau hữu cơ cao lắm, còn hơn cá thịt nữa. Mà kiếm được chỗ mua hàng đâu có dễ. Nhu cầu cao dữ vậy hả chị? Ừ. Tại vì em thấy rau hữu cơ giá cũng mắc, không phải là khách nào cũng chịu mua giống chị đâu. Đó là do em chưa nhắm đúng đối tượng với phân khúc khách hàng thôi. Đời sống vật chất càng cao thì người ta càng chú trọng tới sức khỏe nhiều hơn. Chị bận trăm công ngàn việc, giờ kiếm được chỗ nào mua rau sạch theo combo món ăn là chị đặt liền. Giá cao chị cũng mua. Dạ, để mang vô cho chị nha. Được rồi, để chị. Dạ, cảm ơn chị. Nếu nhu cầu về rau hữu cơ của khách nhiều như vậy thì những người mới ra tù như mình cũng có cơ hội kinh doanh rồi. Hơn nữa, giả sử tụi mình tự kinh doanh thì không phải đụng chạm ai, không phải sợ ai phán xét, tự làm chủ cuộc đời mình. Nè, đưa tiền đây. Muốn cái mặt mày lành lặn không? Đưa tiền, nhanh. Chưa đưa nữa. Giờ mày đưa không? Nè, thấy gì chưa? Hình xăm nè. La đi. Nè, mày la đi. Ở quanh đây nè, người ta đi làm hết rồi. Hay là tao la phụ mày nha. Bới người ta, bới người ta. La đi, la đi, la đi. Tôi báo công an à. Gì? Báo công an hả? Mày báo không? Báo không? Báo không? Nè, tao nói cho mày biết nghe chưa, đừng có mà ngon ngọt không muốn. Muốn biển xanh lại mặn hả mày? Đưa tiền. Nhanh. Nhanh lên. Đó, ngoan ngoãn vậy có phải được không? Nhanh lên cái con này. Đưa đây. Đứng im. Cắt. Được rồi, mọi người diễn tốt lắm. Rồi, xong trợ rồi lý, nè. Gửi thù lao cho hai em đi. Rồi, bây giờ công an với lại cô bé qua bên kia chỉnh trang lại nha. Cảm ơn anh. Hai đứa xong rồi đó. Mà nói nè, lần đầu tiên đóng phim mà diễn vậy là dữ lắm đấy nha. Trời, cái này nghề của tụi em mà, đâu có diễn gì đâu anh. Nó nói chơi đó anh. Sau này á hả, có dài mà đâm thuê chém mướn á, nhớ hú tụi em nha, tụi em diễn được lắm đó. Nè. Dạ. Tiền công ty cho có nhiêu đó thôi đó, mà hai đứa diễn tốt quá, coi thêm. Chú. Dạ, em cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Có gì anh đâu. Anh sợ thiệt á. Lần rồi, sau có chai lượt nhất kêu tụi em nha. Công nhận nha, kiếm tiền chân chính, giống như lời con Hằng nói, sướng quá hả? Trời ơi, đã quá. Thôi, đi về. Ủa chị, còn cái hình xăm này sao?
Trời ơi, cái này lao một cái hết giờ mà. Giả mà, đi, đi. Rau sạch hữu cơ, nguồn gốc kiểm chứng, ứng dụng bán hàng online, khách hàng mục tiêu. Làm sao ta? Ê, Hằng kia. Chị Hằng. Giờ rồi hả? Sườn nướng mà hai người thích đó. Mà hai người đi đâu vậy? Còn đi đâu nữa? Đi Trấn Lộc chứ đi đâu? Bớt giỡn nha. Giỡn đâu mà giỡn. Tiên nè. Trời đất ơi, sao làm vậy? Trấn Lộc của ai vậy? Ở đâu? Bây giờ hả? Bé, em đem tiền ra trả người ta đi. Người ta tố cáo đi tù nữa cho coi. Trời ơi, tụi tôi giỡn đó. Đúng là tụi tôi có đi Trấn Lộc thiệt. Nhưng mà là đi đóng phim vai quần chúng. Trấn Lộc đó có cách xê đàng hoàng nha. Đóng phim á hả? Ừ. Hết hồn mà. Chị yên tâm chưa? Nè, tôi cứ tưởng là hai người còn giận tôi nên mới đi làm bậy. Nè, mang sườn qua chuộc lỗi đó. Ăn miếng sườn đi, xong rồi hết giận nghe. Đừng có tưởng đem mấy miếng sườn qua mua chuộc được tụi tôi nha. Ai mà thèm ăn. Ủa, không ăn sao đem đi luôn vậy? Đây, cơm tới rồi. Ủa, sao bà không ăn? Thôi, chủ yếu mua cho hai người ăn mà. Thật ra, tụi em giả bộ làm mình làm mẩy vậy thôi. Chứ tụi em cũng biết lỗi của tụi em mà. Chị, tụi em xin lỗi chị nha. Hằng nè, tôi xin lỗi bà nha. Chuyện ăn cắp ăn trộm dù là do trả thù, nhưng mà cũng không nên ngụy biện cho hành vi của mình rồi tự ái với bà nữa. Thôi, tôi hiểu mà. Chỉ tại tôi lo, tôi không biết là lỡ như không có phim đóng thì hai người làm gì. Mình phải kiếm cái gì đó để làm toàn thời gian, rồi có lương cứng cho nó ổn định. Ừ, cũng đúng. Bây giờ tôi sẽ mặc giày đi kiếm việc làm. Khổ tận cam lai. Ừ. Và tôi cũng sẽ cố gắng để giúp hai người ổn định nha. Thôi, bây giờ bà cứ lo cho bà đi. Còn tụi tôi á, tự lo được mà. Tôi xin công khai chính thức, tôi đã có người lo rồi. Thiệt đó hả? Vậy là anh Thanh á, anh đã nói về chuyện đính hôn với mẹ ảnh. Tôi thấy là bác cũng không có phản đối gì hết. Tôi nghĩ là chắc cũng sớm tổ chức thôi. Chúc mừng bà nha. Chúc mừng chị nha. Chị, mai mốt qua đám cưới chị á, cho em xin làm phù dâu nha. Ừ. Trời, thôi đi bé. Em mà làm phù dâu hả? Khách mời ta bỏ giờ hết trơn á. Chị quá đáng. Thôi ăn cơm đi. Dạ. Ngon quá. Uống gì ngày nào cũng được ăn ngon vậy. Ừ. Cô Hằng và Thanh hình như sắp làm lễ đính hôn. Hằng à, tôi sẽ không để cô được toại nguyện đâu. Không bao giờ có hạnh phúc. Cứ chờ tôi đi. Vào đi. Dạ, chào sếp. Ok. Tôi đã rà soát lại toàn bộ thu chi của dự án Autobike theo yêu cầu của anh, và cũng đã điều tra thêm một số vấn đề, và đây là báo cáo liên quan. Cậu điều tra chính xác chưa? Sau khi được anh yêu cầu điều tra, tôi đã âm thầm tìm hiểu nguyên nhân tại sao trang thương mại điện tử do giám đốc Hoàng phụ trách lại sụt giảm doanh thu. Tôi đã dò hỏi các đại lý, đối tác. Quả thật do giám đốc Hoàng đã cố tình nâng mức thu chi chiết khấu để bòn rút tiền của các đối tác. Trong khi đó, trên hợp đồng giấy tờ
anh ta vẫn khai ở mức giá cũ. Ví dụ, nếu thông qua sàn thương mại của chúng ta, khi đối tác bán được sản phẩm xe điện, thì lúc chia hoa hồng không phải là 6% mà là 8%. Giám đốc Hoàng đã tự ý bỏ túi 2% của sự chênh lệch. Trang thương mại điện tử này được tạo ra nhằm tập trung vào dòng xe điện và phụ tùng. Gần đây doanh thu giảm sút, các đối tác lần lượt ra đi. Hóa ra là do anh ta. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Dạ. Dạ alo. Tôi cần gặp giám đốc Hoàng gấp. Dạ. Em gọi anh có việc gì không? Anh cũng dự định lên đây kiếm em nè. À, mẹ anh á đi du lịch Thụy Sĩ về, rồi có mua quà biếu cho mẹ em. Phiền em mang quà về cho mẹ em nha. Anh mang về đi. Tôi gọi anh vào đây không phải đi nhận quà. Trang web mua sắm xe điện giao cho anh phụ trách. Tại sao doanh số càng ngày càng thụt giảm? Anh giải thích đi. Chuyện này á là em phải thông cảm cho anh chứ. Em cũng biết á là tình hình dịch bệnh mấy năm nay kéo dài, rồi người tiêu dùng á họ ít đi ra ngoài đường. Xe điện mình sao mà bán được nhiều. Lý do đó tôi có thể thông cảm cho anh được. Anh biết mà, anh em mình chơi thân với nhau từ nhỏ mà. Anh Hoàng, đây là công ty, tôi đề nghị anh nghiêm túc. Còn những cái này á, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thông cảm cho anh. Giải thích nữa đi. Hay là anh hết lý do để biện minh rồi? Chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là lòng tham. Mẹ anh dù có thân với mẹ tôi tới đâu đi nữa cũng không thể cứu được anh đâu. Anh chính thức bị sa thải kể từ ngày hôm nay, và ngay tại giây phút này. Cậu không thể làm như vậy được. Tội tôi không có nặng. Nếu không nể tình mối quan hệ giữa mẹ anh và mẹ tôi á, bao nhiêu đây tội trạng đủ cho anh đi tù rồi đó. Mau tìm cách đền lại tiền cho công ty, chạy đi ngay đi, trước khi tôi gọi công an. Trung à, mày tưởng sinh ra ngậm thìa vàng như mày thì ngon lắm hả? Mày nhớ đó, mày sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Ê ê ê, mọi người, giám đốc Hoàng bị sa thải thiệt hả? Ừ, doanh thu của giám đốc Hoàng nó lẹt đẹt lắm, có khi lỗ không chừng. Không lẽ vì chuyện đó mà anh bị đuổi hả? Đó, tầm cỡ giám đốc như vậy á mà bị đuổi cái rẹt. Huống chi cái đám tôm tép như mình không biết bị đuổi ngày nào luôn á. Thôi làm việc đi. Không phải em đã từng nói với anh rồi sao? Làm việc ở đây không ai là không thể bị thay thế. Cho nên việc của mình là phải tìm cách leo lên thật cao, hoặc tự mình làm chủ. Còn nếu không sẽ bị thay thế vào một ngày đẹp trời nào đó. Alo, tôi nghe đây. Cậu lên phòng gặp tôi gấp. Dạ, tôi biết rồi. Có chuyện gì hả? Sếp Trung cần gặp anh gấp. Sếp thông báo là anh Hoàng vừa mới bị sa thải, không biết có chuyện gì không nữa. Anh xin phép. Dạ. Dạ, chào sếp. Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Ngồi đi. Dạ. Chứ anh cũng biết công ty vừa sa thải anh Hoàng. Người phụ trách trang thương mại điện tử Autobuy.
Đây là một số tài liệu liên quan tới tình hình kinh doanh của trang thương mại điện tử Autobuy. Anh Hoàng đã có những sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng tới công ty và đối tác, cho nên tôi bắt buộc phải sa thải anh ta. Nhưng trang thương mại điện tử Autobuy thì không thể một ngày thiếu người lãnh đạo. Tôi biết anh đang rất bận rộn với khối lượng công việc hiện tại, nhưng tôi muốn anh phụ trách trang thương mại điện tử này. Trong 3 tháng, anh cần nhận về doanh số và khôi phục kết nối lại với tất cả các đối tác. 3 tháng? Sếp, sếp có coi trọng tôi quá không vậy? Không, tôi tin là anh sẽ làm được. Nếu anh lập được thành tích này thì vị trí phó chủ tịch có tỷ lệ rất cao thuộc về anh. Sao vậy? Không tự tin hay là nhà anh có gì? Dạ, không giấu gì sếp, tôi sắp đính hôn nên việc này có hơi gấp gáp, với lại bất ngờ cho tôi quá. À, vậy à. Vậy thì tôi chúc mừng anh. Tình yêu đúng là quan trọng thiệt, nhưng khi đứng trước những cơ hội như thế này, nếu là tôi thì tôi sẽ ưu tiên cho sự nghiệp. Nếu như người phụ nữ của tôi thực sự hiểu cho tôi thì cô sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Anh có nghĩ như tôi không? Ờ, có chứ. 3 tháng là một thử thách không nhỏ, cần phải dồn toàn lực. Nếu nhận, chắc chắn việc đính hôn phải bị hoãn lại hoặc làm qua loa. Hằng có chấp nhận không đây? Nhưng nếu mình từ chối thì khả năng cao sẽ không còn cơ hội để ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch. Hơn nữa, làm phật ý anh ta thì ngay cả vị trí hiện tại cũng khó mà giữ. Bình tĩnh Thanh, mày không thể chạy trốn hoài được. Đây là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội lớn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Dạ, tôi xin phép. Ok. Dạ. Mỹ, em vừa nghe nói là anh cho giám đốc Hoàng nghỉ việc hả? Sao đột ngột vậy? Tay Hoàng đó bắt đối tác nộp chiết khấu cao hơn để ăn tiền chênh lệch. Do vậy số lượng người hợp tác với trang thương mại điện tử của chúng ta càng ngày càng đi xuống, doanh số cũng giảm. Anh không cho anh ta đi tù là tạo phước cho anh ta rồi. Vậy ban nãy anh gọi giám đốc Thanh vào để làm gì? Nếu như mà em đoán không lầm thì anh tính đưa trang Autobuy cho anh Thanh tiếp nhận hả? Khả năng phán đoán của em cũng khá tốt đó. Nhiệm vụ của anh ta là phải dọn dẹp đống bừa bộn do tay Hoàng bày ra và khôi phục doanh thu cũng như là kết nối lại với tất cả các đối tác trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng? Nhiệm vụ bất khả thi như vậy mà anh cũng nghĩ ra được nữa hả? Cơ hội nào cũng có hai mặt của nó mà. Mọi người hay bàn tán về việc Thanh được ưu ái, nhưng với cái nhiệm vụ khó nhằn này, anh ta sẽ xử lý ra sao? Nói là được năng lực của anh ta như thế nào? Và dập tắt mọi lời đồn thổi, đây không phải là điều em muốn hay sao? Cạnh tranh thật công bằng và thật bình đẳng. Em ngồi đây được chứ? Ờ, được. Sao em biết anh ngồi đây hả? Ừ. Em biết là lần nào mà anh có chuyện khó nghĩ thì anh đều ngồi ở đây. Em quan sát anh kỹ lắm, 3 năm qua rồi đó. À, em có nghe anh Trung nói anh chấp nhận tiếp quản trang Autobuy của Tây Hoàng sao? Ờ, nhưng mà nói thiệt là anh không có tự tin lắm. 3 tháng là khoảng thời gian quá ngắn so với yêu cầu của sếp Trung đặt ra. Ừ. Với lại anh còn có việc riêng cần giải quyết. Việc riêng là việc đính hôn với Hằng hả? Em xin lỗi, cái này là em nghe cô Lê nói á. Ừ. Nhưng mà em có thể nêu ý kiến của mình được không? Nếu như mà em là Hằng thì em sẽ ủng hộ anh trong sự nghiệp tới cùng. Tại với em, đám lễ chỉ là hình thức thôi, có hay không có cũng chẳng sao cả. Quan trọng là đối phương yêu thương mình như thế nào. Mà em nghĩ là một người phụ nữ xứng đáng nhất là người biết người đàn ông cần gì ở mỗi thời điểm. Nếu như mà anh tiếp quản trang Autobuy thì nếu có gì cần anh cứ nhắn em ha. Em sẽ giúp anh trong khả năng của mình. Em không sợ là anh sẽ chiếm ghế phó chủ tịch với em sao? Nếu như mà là anh thì em không sợ. Người duy nhất mà em có thể thua ở đây chỉ có anh, nên em sẵn sàng trở thành cánh tay đắc lực của anh. Anh cảm ơn Mỹ. Nhờ nó đi giao có mấy đơn hàng thôi mà đi cho tới giờ này vẫn chưa thấy lết về. Ý là chưa cưới đó nha.
chứ mai mốt nó làm dâu nhà này á, thấy không được à? Mẹ có cho cổ kiếm việc làm ở nhiều chỗ đâu, mà mẹ cứ cằn nhằn cổ hoài à. Ủa, thì nó cũng đi xin việc đó, mà có ai dám nhận nó đâu. Mẹ muốn nó có chút tiền á để phụ con thôi. Còn về cái tính tình á, mẹ nói thiệt á, mẹ không có ưa. Đó, làm dâu á phải biết làm sao nâng khăn sửa túi, tôn trọng chồng, kính lễ mẹ chồng. Chưa kể á là nếu biết chồng đang phát triển sự nghiệp thì phải biết á đồng hành hỗ trợ chồng. Còn mẹ thấy á nó không làm được gì hết á. Nếu như mà em là Hằng thì em sẽ ủng hộ anh trong sự nghiệp tới cùng. Tại với em, đám lễ chỉ là hình thức thôi, có hay không có cũng chẳng sao cả. Quan trọng là đối phương yêu thương mình như thế nào. Mà em nghĩ là một người phụ nữ xứng đáng nhất là người biết người đàn ông cần gì ở mỗi thời điểm. Giác cái mặt về rồi kìa. Dạ, con thưa bác. Thưa anh, em mới về. Em đi đâu mà giờ mới về? À, dạ, em đi gặp một vài người bạn cũ. Em tính nhờ họ qua phụ lễ đính hôn của tụi mình. Chi vậy? Đính hôn thôi mà, đơn giản thôi. Kêu bạn bè tới phụ chi cho mất công vậy? À, dạ, thì đúng là mình cũng tổ chức đơn giản gọn nhẹ trong nhà thôi. Nhưng mà tại vì bên con cũng không còn ai thân thiết hết, nên con tính nhờ hai người bạn thân đến thôi à. Bạn thân? Là mấy người bạn thời trung cấp đó hả? Đừng có nói là mấy người bạn mà hôm bữa em nói em mới kết nối lại nha. Em còn giữ liên lạc với họ khi em ở trong tù hả? Nè, dạ. Ở trong tù á, có kết thân với ai không? Dạ. Mẹ, Hằng làm sao mà kết thân với lại hạng người đó được mẹ? Với lại nếu như mà có giao tiếp á thì là bắt buộc thôi. Nè, em nghe anh dặn, nếu mà gặp họ ở ngoài đường á thì em cứ làm lơ đi, đừng để ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Dạ. Dạ, còn về chuyện lễ đính hôn á thì em cũng tính tổ chức đơn giản như ý bác muốn. Rạp á thì có một chị ở ngoài chợ giới thiệu cho em chỗ thuê giá cũng rẻ lắm. Còn quần áo thì bộ vest của anh với lại đầm cưới của em, em tính là mình cũng thuê một bộ thôi. Rồi còn về trang sức cưới á thì trang sức thì em nghĩ là thôi cũng không cần. Thí dụ mà mình cần phải tổ chức theo lễ nghi á, mình để cho nó đủ hình thức thôi. Rồi mình thuê là được. Sau lễ mình trả lại cũng được anh. Anh. Hả? Anh xin lỗi. Mấy hôm nay trên công ty nhiều dự án quá, nên anh bận quá không để ý. Thôi, em tính sao cứ làm vậy đi nha. Anh no rồi, anh lên lầu đi. Thưa mẹ con lên phòng. Ăn đi, rồi còn dọn dẹp nữa. Dạ.